Chịu chị em ghen tị với Ngọc Lan vì được chồng bí mật tổ chức hẹn hò quá lãng mạn, vợ bật khóc tại chỗ. Thanh Bình bí mật chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn, không ngờ khiến bà xã xúc động thừa nhận mình còn nhiều điều chưa hoàn hảo. Gia đình diễn viên Ngọc Lan Thanh Bình vừa có chuyến ghi hình trong chương trình Con đến từ hành tinh nào tại Busan, Hàn Quốc. Trong chuyến đi này, Thanh Bình chủ động tạo một cuộc hẹn bất ngờ cho vợ, anh để lại bức thư trong phòng cùng bộ váy tự mình chọn mua để Ngọc Lan mặc đến điểm hẹn. Trong thư, anh dùng những lời tình cảm, ba sẽ đợi mẹ ở đó, ba yêu mẹ. Thanh Bình mặc vest bảnh bao, tự tay pha chế sẵn một ly cocktail, đợi vợ đến. Nhìn thấy chồng, Ngọc Lan chạy vội vào, cười rạng rỡ và thích thú thưởng thức món đồ uống mà ông xã chuẩn bị. Thời gian qua, cả hai ít có cơ hội ra ngoài hẹn hò riêng vì bận rộn, chăm lo cho con trai Lưu Yên Nguyễn. Chưa kể, cả Thanh Bình, Ngọc Lan đều tất bật với việc xây nhà mới, cũng như nhiều dự án phim khác nhau. Tranh thủ chuyến sang Hàn Quốc kết hợp công việc, Thanh Bình quyết định tổ chức một buổi tối riêng tư, cùng trò chuyện với vợ để họ hiểu nhau nhiều hơn. Trước tình cảm của chồng, Ngọc Lan không kìm được xúc động. Cô thừa nhận bản thân còn vụng về, chưa biết chăm lo gia đình, thỉnh thoảng lại nóng tính. Nhưng lúc nào ông xã cũng bảo vệ, che chở, khiến cô càng trân trọng hạnh phúc của mình. Nghe những lời chia sẻ từ vợ, Thanh Bình ôm chặt, động viên vợ. Vì với anh, Ngọc Lan là một người phụ nữ hoàn hảo, luôn yêu thương chồng con. Đôi vợ chồng trẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong chuyến đi Hàn Quốc lần này. Gia đình nhỏ có dịp ghé làng Đông Y Bảo Giám và chụp hình lưu niệm trước tượng thần Y. Thành phố Busan nằm ven biển nên có thời tiết mát mẻ, khí hậu trong lành. Ngọc Lan dẫn bé Lô Yêu đi tham quan các thắng cảnh và mong muốn con trai sau này sẽ hướng ngoại, thích khám phá văn hóa và thiên nhiên. Năm 2018, Ngọc Lan kỷ niệm cột mốc 15 năm làm nghề. Sau chuyến đi Hàn, cô sẽ bắt tay thực hiện những dự án riêng để tri ân tình cảm của khán giả suốt thời gian qua. Lưu Yêu tỏ ra hào hứng trước các món ăn đường phố khi được bố bế vào một gian hàng.